Bình Thạnh. Trời ơi, sát bên đây mà không biết hả? Không biết đâu. Lẻ qua đây qua cầu Ráng Tới rồi đó. Nhưng con không biết. Con phải có, con mới biết. Vừa coi xong mấy ông chạy đi liền. Cho ông bỗng lao đi chạy vô nữa. Ba xong chưa? Ba ra. Ba ơi, lẹ ra đây đi. À, đây là quán bánh canh bò viên hả các bạn. Nghe nói ở đây là cục bò viên nó to như trái tennis á. Bây giờ mình lại xem có đúng như vậy hay không ha. Đây trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, bánh nằm bên vỉa hè. Đây không gian của quán đây các bạn. Làm tiệm bánh canh vỉa hè, không có biển hiệu, không có địa chỉ cố định, lại nằm ở cuối con đường nhỏ ngoằn ngoèo Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1. Tiệm bánh canh bò viên này cứ hễ dọn ra là khách lại kéo đến đông nghịt, nào là khách ăn tại chỗ, người mua mang đi. Được xem là một món ăn đường phố phổ biến, hiện ở Sài Gòn có rất nhiều quán bánh canh, từ quán lề đường cho đến những tiệm bàn ghế sáng choang, ở các tuyến đường nhỏ cho đến trung tâm. Vì là một món ăn đặc trưng nên gần như người Sài Gòn nào cũng có riêng cho mình một món bánh canh ưa thích và một vài địa chỉ bánh canh ngon. Giữa rừng bánh canh đa dạng đó, nếu ai phải lòng món bánh canh bò viên, hẳn sẽ ít nhiều nghe đến tiệm bánh canh nằm trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Hàng bánh canh bò viên ấy khiêm tốn nép mình trên vỉa hè nhưng đã bán được hàng chục năm nay. Không cần bảng hiệu nhưng là một địa điểm quen thuộc với thực khách khắp Sài Gòn. Cứ tầm 3 giờ chiều trở đi, người đến ăn mỗi lúc một tấp nập, cảnh người đứng đợi mua mang đi. Khách đến thì tìm chỗ đỗ xe gọn gàng, hay người dân xung quanh cầm tô đến để mang về, vốn dĩ không còn xa lạ với thực dân người dân nơi đây. Cô chủ quán vừa múc bánh canh vừa kể cho chúng tôi nghe chuyện gia đình cô vốn là truyền thống làm bột cung cấp cho các lò bún, nên bánh canh của quán cô là do được người thân cung cấp rất đảm bảo, và dù chỉ là một tiệm bán lề đường, nhưng để duy trì được lâu dài, tiêu chí của cô là chọn nguyên liệu một cách thật kỹ lưỡng. Quả thực là một quán bình dân, nhưng ngồi xuống là nhìn thấy ngay sự ngăn nắp, gọn gàng, đập vào mắt ngay từ những thố đựng mắm, chanh, ớt cho khách. Thường nhiều tiệm ăn, nếu chúng tôi hỏi về công thức, thường sẽ lơ đi để giữ bí quyết riêng. Nhưng ở tiệm bánh canh lề đường này, cô chủ sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi rằng nước dùng bánh canh sẽ được nấu từ 20kg xương heo và ninh trong vòng 1 giờ 30 phút, sau đó lại được ninh cùng với bò viên, nên có mùi vị rất đậm đà và có độ ngọt đặc trưng. Bánh canh được bóc rời và cho vào nồi nước lèo với bò viên và huyết, sợi bánh đậm đà, mùi bò viên mềm nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai không bị bở. Một tô bánh canh của tiệm được cô chủ bốc bánh canh rất hào phóng, đi kèm đó là bò viên hay giò heo tùy chọn. Đặc biệt, bò viên ở đây to như quả bóng tennis. Do vậy mà chỉ cần một viên bò và một cục thịt giò thôi cũng đủ chiếm trọn diện tích của tô bánh canh và đủ để người ăn no nê. Móng giò được chặt cục to, nhiều thịt, luộc vừa chín tới nên phần thịt thì ngọt, còn phần da vẫn giòn. Cắn miếng vừa thịt vừa da rồi nhai cùng sợi bánh canh dai dai, cảm nhận như đi qua từng cung bậc của vị giác. Bò viên ở đây khá dai, không bị cảm giác bột và cho khá nhiều hạt tiêu nên có vị cay. Đây sẽ là một điểm cộng cho các bạn muốn ăn cay. Còn nếu không, các bạn có thể cân nhắc ăn từng miếng nhỏ để tránh bị sặc tiêu. Ớt ở đây được tách bỏ bằng cách tách bỏ hột bằng cách pha với nước sôi và chỉ giữ lại phần thịt, đem xào với dầu cho thơm và cô đặc vị cay. Một phần ớt còn lại sẽ được giữ để pha với nước mắm là gia vị chấm thịt và bò viên một cách độc đáo nhưng ngon khó cưỡng. Là quán nằm trên vỉa hè nên giá bánh canh ở đây cũng rất bình dân. Một tô bánh canh giò heo chỉ có với giá 25.000 đồng, bánh canh bò viên 27.000 và một tô đầy đủ giá 35.000. Nhìn chung với mức giá này, chẳng có gì để than phiền với một tô bánh canh đầy đặn, bò viên, giò heo, chất lượng và một bà chủ hết sức nhiệt tình. Và đây có lẽ là lý do tại sao quán bánh canh lề đường này lại đông nghẹt khách đến ăn và mua mang đi. Thank you.
được lâu chưa chú hả? Lâu rồi, có gần 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi, bán nguyên một chỗ này thôi hả chú? Không, chỗ trước ngồi trên kia, giờ đây. Dạ. Mình bán lề đường ở đây này đúng không chú hả? Ừ, đúng rồi. Tô trung bình mình là bao nhiêu vậy chú? Bây giờ thì đồ đã phải lên thì tô lên 35.000. 35 hả? Rồi có bộ viên với giò hai con đầy đủ, có tô đầy đủ. Đầy đủ là vậy đó. Đầy đủ là 35. 35. Còn ăn thứ thì có 25 27.000. Có hàng chưa đủ. Thôi giờ đi còn ăn kem thì cái này sẽ ăn đi à? Dạ, anh mới biết đây hay là biết lâu rồi? Mới biết đây thôi, nhưng mà cũng ăn được vài lần. Dạ, tại sao em thấy nhiều bánh canh bò viên khác ở viên nhỏ, sao ở đây với bò viên lớn thì mình thấy như thế nào anh? Ở đây ăn bò viên giòn dai nó ngon hơn, với lại giá cả phải chăng? Giá cả thì em thấy hợp lý. Dạ đúng rồi, hợp lý. Anh lần sau anh có quay lại đây ăn không? Tất nhiên rồi, đây chỗ quen thuộc của mình. Nhiều bánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỗ còn phải một câu bánh canh bò viên với một câu bò viên không có sạch. Đừng nói nữa. Em không cần phải chờ ra này. Bao nhiêu chú? Tính tiền đi. Ở đây 4 câu rồi. Cho đời ông bỏ cho vợ.